Ok cả nhà, lúc này mình dân bò đi một vòng nông trại để thảm nghiên để Phát xem xóa như thế nào. Cũng như là bác sĩ là mình sẽ bung đỏ ra. Bố bố xin mời các Dạ, khi nào mình nhổ ai Domingo. Dạ mà nó có đi mẹ tên mình. Đó, đây đây đây. Có đi mẹ tên mình mà kì. Yes. Là mình anh đảm bảo anh đã xem một cái chạp. Khi này mình nhổ anh Domingo để bắt mấy cái đu đủ xanh nhá để nấu nấu để cho gia đình của anh Domingo cũng như là mình và bố để ăn trưa nhé mọi người ạ. Yeah, ok, bây giờ là bung ra, bung đồ ra. Ok. Tí nữa nhờ chị vợ của anh Domingo để nấu cơm. Maria phải bước ra không? Isso, ok. Mà thì anh chỉ bắt cái mực cá để đi ăn. À, tạm biệt. Cáp út của sáp, ông có chơi gì không? Cái gì phải sáp? Con bạn. À, ông có chơi gì không? Cáp út của nó sáp. Ta đến khi đi học, ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Khi đến khi bay, khi cũng mấy khi bay chỉ chạy khi. Como é que se auda? Faz ainda, vai, tchau, tchau. Como é que é? Ah. Sacampa, ninguém quer. Ninguém quer fazer o que é? Coca-Cola, né? Coca-Cola, no que mamãe do. E sinal aí, avô, sinal aí, avô. Não quer fim? Cunhada? Pode ser. Isso. Já. Já, não quero ver a tua mãe. Sacampa, sacampa. Isso. Chakamba, papi, chakamba. Isso. Chakamba. Chakamba. Chakamba, né? Ok, tu vai tirar minha. Ok, ok. Vou dodo. Ok. Yeah, mano, agora sim vamos só cascar. Uma mão. Isso. E cuida de honra, tu te requeiro a coisa, vai trabalhar. Mình và anh Domingo tranh thủ nấu đu đủ trước thì còn vợ anh Domingo đã nấu cơm trước đấy cũng các em bé ui mưa rồi cháu các em bé đang ở đẹp ở trên kia tám nha mọi người ạ. Yeah, papa, então o filho está cascando esse mamão para cozinhar com a carne de vaca. Isso cozinha com a carne? É, carne de vaca. Cozinha ou frita? Não, cozinhar. Aí é? Sim. Oh. Sim. Depois fica bom. Yeah, muito bom mesmo. Tipo Uia. Batata? Sim. É aí tipo, é? Yeah. Não custa cozer? Não, é bem rápido. Aí é? Sim. Sim. E lá dentro não tem semente? Sim, vamos tirar a semente. Vamos tirar. Sim. Depois corta, corta. Sim. É cozinhar com a carne? Sim. Oh. Sim. É. Pois vamos ver como é que vamos comer. Ok. Oh, sim. Isso é tipo um batata. Sim. Meu Deus. Opa! Bom, này là cái hạt, là cái hạt để nấu luôn à? Không, mình nói là cái hạt không cần nấu, cái hạt bục lấy ra. Oba. Yeah, assim. Assim. Cortando assim. Depois, é só tirar essa semente. Depois de tirar a semente, é só fazer assim. Cortar mesmo bem fininho, assim. Muito colher. Sim. Ficam mais rodelas pequenas? Sim, finos. Para cozer rápido. Ok. Sim. A quentura entra rápido? Sim. Sim.
khi này mưa to lắm, cho nên là mình vào ở trong nhà. Thì bác sĩ là mình lúc khi này đâm bệt tối này, đây là tối và ốt cũng là đây là hai tay và thịt, nước mắm, rau ăn. Đây là ở trong này có hạt tiêu. Ok, bây giờ là mình sẽ lại ốp thịt nha mọi người. Yeah, Manu, papá, então já está tudo aqui preparado. Sim. Agora o filho, o irmão vai preparar aí, temperar a carne. Tá bem. Ok, lá já o ano. Papá vai também. Sim. Provar essa carne. Sim. Não vai cozinhar? Sim, vamos vai, cozinhar. Tá. Vamos cozinhar. Sim. Ok, bom, dá a noite. Không đâu à, để đi thôi à. Có gì? Ok, cái gì? Nước mắm. Ít nước mắm. À. Rồi. À, quên đấy. Ở trong cái bát này có mì chính. Một ít mì chính. Rồi. Và bột canh. Rồi. Ok, xong rồi thì bây giờ là mình đổ bỏ tỏi và ớt cái bỏ chung luôn đi, bỏ cả luôn đi. Đấy, ta về papa, ta về mặn. Dạ. Là đây. Lại quay quên cái hạt tiêu. Hạt tiêu. Đấy. Ok rồi. Ok rồi. À, đây rồi. Okay. Rồi. Đầu lên. Essa aqui cuia mesmo. Sim, quase. Já. É carne de vaca? Sim, sim, carne de vaca. Tipo, carne de vaca. Ok. Còn cái hành tây này để sau nha mọi người. Để sau. Thịt. Và đu đủ. Ok. Khi này mình ở ngoài mưa to lắm thì bây giờ là mình sẽ vào trong này để nấu. Ok, dầu ăn nóng rồi, bây giờ là mình bỏ hành tây vào. Yeah, agora sim o filho vai meter cebola. Okay. Yeah. Ok. Até que ficar um pouco assim castanhado. Ok. Então a carne ainda está cozida com cebola ou com alho? Com alho, com alho. Tudo está temperado já aí? Sim. Já será já? Já cozinha já? Sim. Vamos guardar para nós. Quatro. Thịt bò xào đu đủ. Tá lá no cantinho ali. Isso, ok. Vamos guardar para nós. Tá bonito, hein? É, tá bonito. Isso até tem um paladar de como é de comer. Oh.
Então, daqui um bocado isso é comer. É comer, pai. Oh. O gosto também está muito mal. Yeah. Mas está muito bom assim, sabe? Tu vai tirar a minha. O que é que deu? Não, tudo bom. Mano, agora vamos meter já o mamão. Tá bem. Sim. Oba, oba. Assim. Uou. Uou. Agora, conforme está virado assim, o mamão também vai cozer. Sim. E o mamão vai perder esta cor branca. Sim. Vai ficar também vermelho, tipo a carne? Sim. Conforme está já virado? Sim. Depois ela vai ficar mesmo bem mole. E tem sal isso aí? O sal está tudo bom assim? Sim. Agora. Ok, ele vou encabar. Quer dizer que você tem que continuar a virar. Sim. Virar e vai apanhar o sabor da carne de tempero. Sim. Hoje vamos comer uma comida. Essa comida é comida nossa angolana ou a comida vietnama? Esse culinário? Vietnamita. É vietnamita. Vietnamita? Sim. Será que nós também aqui na nossa culinária conseguimos isso? Não, não, porque os temperos é do Vietnã, é vietnamita. Isso. Só que quem aprendeu tipo assim, o que estamos a ver aqui, pode fazer, comprar seus temperos vietnamita. Ok. E aprender como é que se cozinha. Ok. Yeah. Já está ficando mole, o mamão. O mamão já está. Já está perdendo força. Perdendo força, certo. Certo. Oh. Ok, vou. Nossa! Aprendeu muito? Sim. Isso na hotelaria dá muito dinheiro fazendo isso? Sim, muito mesmo. Muito dinheiro. Está a ver, lindo? Sim. Nós estamos aqui. Sim. Temos o alho, sim, temos cebola, temos mamão. Sim. Mas não temos a maturidade de fazer um prato desse. Sim. Quer dizer que tudo tem que prender. Sim. A boa comida, a gente só come aqui pirão. Afinal, a comida está aqui. Sim. Que? Pensamos que o mamão é só para comer assim. Não sabemos que o mamão, afinal, também cozinha com carne. Sim. E com carne também é uma dieta, é um prato. Sim. É um prato para servir. É um prato bom mesmo. Mamão serve para fazer muito tipo de. De prato? De refeição, sim. É tipo batata? Sim. Oi. Yeah, papá, mano, agora sim já está pronto. Tá ok. Pronto. Agora vou meter só a cebola. Ok. Para dar um cheirinho. Ok. E girar só um bocado. Ok. Yeah, vamos já para comer. Ok. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Ok. Vai lá. Muito obrigado. Dá o xangro. Você vai lá mesmo que não é dó. Então, lá, hein? Dá um aqui. Você vai lá. Água. Ok. Chabe pa. Chabe pa. Chabe pa. Puya. Yeah. Okay. Yeah. Assim está pronto? Está pronto. Essa batata cozeu? Sim. Cozeu muito bem. Sim. Isso. 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 Ok, lei. Hegemoinai.
Isi si kaki? Depo ba muti ra? Nào, xong rồi. Thì bây giờ là mưa to lắm, cho nên là tất cả gia đình vào trong nhà để cho nó ăn. Ok. Tất cả đây là gia đình của anh Domingo, tăng tài của anh Domingo nhá mọi người. Còn so mấy chị đang ở quê, ở dưới quê, ở dưới quê San Gia Lai nhá mọi người. Ok, thì bây giờ là mình sẽ còn vợ anh Domingo múc cơm, mình múc thịt nhá mọi người ạ. Đấy, các bạn có thấy không? Quá đẳng cấp. Muito bom, muito cuia. Muito cuia. Sim. Cho nhanh nhau vào. Ok. Papa, muito obrigado. Bom apetite. Muito obrigado, muito obrigado. Yeah. Yeah, posso papá, começar? Bom apetite. Pode, pode começar. Sim. Vou ver. Sim. Ok. Isso, mano. Bom apetite. Olha. Sim. Ok. Cuia, cuia, cuia. Isso. Boa tarde, Anene. Olha só. Muito bom. Bega. Bega fala camon. Bega fala camon. Oh, ok. Manu. Fala camon. Oba, fala camon. Todo fala camon, já. Ali do taco yanis. Taco yane baba. Mama, mama final é bom. Não, não. Come on. Come on. Já beba. Chefe grande, chef linha. Đây là chef linh. Mọi người ạ, đây là chef linh nhá mọi người ạ. Ok. Isso. Fala camon. Fala camon. Daí, já, essa é da mamã. Obrigada. Sim. Ah, aí lanche. Com daí, aí câmera me. Ok. Essa aqui é do câmera me. Tá bem. Sim, da mamã, da mamã tá aqui. Obrigada. Sim. Motorista, mano, motorista, motorista, ancam, corre, mano, corre, tem muito trabalho aqui. Isso, tá aqui. Isso, pode sentar aí numa das cadeirinhas aí. Já, mamã, tá bom ainda? Todo já temos, vamos sentar. Dela, com a câmera minha. Dela, também. Ok, pode ver. Ok. Bom apetite! Obrigado, muito todos obrigado. Vamos falar, moicaban an! Tá bem. Tá bem, pane? Cuia? Cuia. Để mời cả nhà ăn nha. Ui. Bà bé đã xin đi con mà mong. Ngon quá. Mình tốt bông. Cuia. Cuia. Cha bé bà. Cuia. Cha bé bà. Cuia. Cuia.
mà mau ở bên này cho phi chưa biết đâu, chưa biết đu đủ được nào với cả thịt. Nó ra cái ở Africa, temos mamão, o angolano sabe mesmo que é para. Temos mamão, mas não sabemos como usar. Quer dizer, só tiramos na aula, recomeço, afinal, vou comer assim. Sim. Não, cuia. Papá, como é que está a sentir o sabor dessa carne guisada com mamão? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. É uma comida que cuia muito, muito, muito. Sim. Muito bom. O filho aprendeu essa comida, a fazer essa comida com o vietnamita. Então, vietnamita tem muito tipo de comida. Então, hoje o filho apresentou esse sabor aqui, carne de vaca guisada com mamão verde. Então, papá gostou desse tipo de prato? Desse tipo de sabor, gostou? Gostei, gostei. Ah, tá bem, tá bem. Olha, todos ainda vamos aplaudir. Ah, vamos aplaudir, porque eu gostei, o meu filho aprender isso. Vamos aplaudir, só para Ok, ok. Agora, bom apetite. Muito obrigado. Sim. Como é que está sentindo esse, tipo, o sabor da comida que o irmão fez com mamão verde? Até não dá para falar. Certo. Porque já sei que o Arlindo, quando veio aqui preparar uma comida, papai é uma comida bonita para mim. Cuia, cuia! Cuia, lindo! Sim, papá. Cuia, filho, cuia. Tá bom? Sim. Oh, okay. Meu netinho, não cuia. Cuia, né? Acabar já, para ter força já. Cuia! Cuia! Ok, cả nhà, thì hôm nay mình dàn bò để lên nông trại của anh Domingo để thăm nông trại của anh Domingo, cũng như là để nấu một bữa ăn, một thịt bò sau đu đủ. Đây rồi, tất cả gia đình của anh Domingo cũng như là bò mình ăn thử cái món này rất là quá ngon, quá đặc biệt. Ok, xin phép cả nhà, video này chắc là xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hãy thay ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ hai anh em nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Aqui, aqui. Chào, chào các bạn. Chào, chào. Chào, chào. Aleluia. Aleluia. Cuia, né? É acabar o arroz já para ficar repleto com força, já? Dạ, yeah, ok. Ngon thật đấy. Ngon thật cái món này á. Mình rất là thích. Khi nào ấy, có mấy quà đu đủ ở đây, ở phía sau kia, mình lấy mấy quà đu đủ đưa về nhà. Đưa về nhà để nấu ăn một bữa tối bởi cả gia đình của mình nha mọi người ạ. Mình thích lắm. Mình có tất cả gia vị ở Việt, gia vị Việt Nam ở nhà có rồi. Mình biết nấu rồi. Đấy, thế bây giờ là ok. Đi về nhá, nấu cho vừa nhá. Ok, chào cả nhà nhá.